Nghe bên tai yêu họa Mị Thanh nói nhỏ, Long Giao một mặt ngốc trệ, trong lòng tựa như sa đọa hầm băng, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua nàng. Mụ mụ, ngươi là đang lừa ta đúng hay không? Đây không có khả năng đúng không? Long Giao thất thanh chất vấn. Nàng không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng cái này từ tiểu tướng nàng thu dưỡng ở bên người, truyền thụ nàng sức mạnh, bị nàng coi là chí thân nữ nhân vậy mà từ tiểu vẫn luôn đang lừa gạt nàng. Hừ hừ, đều là thật a, ta nữ nhi ngoan yêu họa Kiều Mị nở nụ cười, thâm tình động mạo nhẹ giọng trả lời. Chỉ có điều giờ khắc này, một tiếng này âm thanh nữ nhi ngoan tại Long Giao trong tai là chói tai như thế. A a a a. Ngươi chẳng lẽ quên, thế nhưng là ngươi nhất định phải nhận ta làm mụ mụ nha. Yêu họa mặt lộ vẻ khinh thường cười khẽ, một tay bắt được Long Giao bàn tay, một tay trọng trọng đập vào lồng ngực của nàng, đánh nát bộ ngực của nàng. Long Giao trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, giống như diều bị đứt dây đồng dạng từ giữa không trung bay xuống. Vô tình bỏ xuống Long Giao sau, yêu họa nhìn về phía Lạc Như Anh cùng Ninh Dạ Thần cười nói cáo biệt. Có Ma Tôn cùng Lạc Thần tại, bên cạnh còn có một cái linh lực thâm bất khả trắc, Ngô Xuất Pháp tùy ngôn linh nữ tử tại, căn bản không có chút nào phần thắng. Lại tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa. Chờ sau khi chuẩn bị xong nàng sẽ còn trở lại. Ngươi sẽ không thật sự coi chính mình đi à? Ninh Dạ Thần tiếng nói rơi xuống, yêu họa dưới thân trong bóng tối đột nhiên thoát ra hai thanh đen như mực ảnh nhận. Yêu họa phản ứng rất cấp tốc, hai tay trong nháy mắt chuyển biến làm hai tấm thật dày quy giáp thuẫn bài ngăn lại. Cả người giống như là có thể tùy ý biến ảo yêu thú hỗn hợp thể. Cứ như vậy thế nhưng là lưu không được ta. Liên tiếp ngăn lại ám ảnh mấy chục lần công kích sau, yêu họa trốn ở yêu giáp sau đắc ý cười to nói. Yêu họa thần sắc cả kinh, tiếng cười im bặt mà dừng. Nàng vừa mới cũng không có phát giác được. Bây giờ quay đầu tất nhiên đã là không kịp, yêu họa phía sau lưng không chút do dự nứt ra, thoát ra một tấm tràn đầy răng nanh răng cưa huyết bồn đại khẩu. Nếu là đặt bình thường Ninh Dạ Thần có lẽ còn có chút hứng thú bồi yêu họa chơi một chút. Bất quá kiến thức đến nàng cái kia đùa bỡn cảm tình người khác thấp kém ác hứng thú, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Chết đi. Ninh Dạ Thần lạnh giọng rơi xuống, bàn tay nắm chặt, to lớn ma thần cánh tay từ hư không phá không mà ra một cái tát trực tiếp đem yêu họa tạo thành mở ra mơ hồ huyết nhục. Nhìn qua từ giữa không trung tán lạc huyết nhục, Ninh Dạ Thần lại là nhíu mày. Không hổ là giết phá tiên ma tôn, thực sự là lợi hại, bất quá ta còn không hề từ bỏ a, rất nhanh, chúng ta còn có thể gặp lại. Hừ, bản tôn tùy thời xin đợi. Ninh Dạ Thần lạnh rên một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, liền sợ nàng không tới. Một bên khác từ giữa không trung bay xuống Long Giao cuối cùng bị Lạc Như Anh vững vàng đón lấy. Long Giao. Lạc Như Anh đem Long Giao nhẹ nhàng để ở dưới đất, để cho nàng đầu gối ở trên hai đầu gối, ôn nhu kêu. Thời khắc này Long Giao còn sót lại nửa người, ngực phá toái, toàn thân càng là yêu họa độc ăn mòn, có thể nói đã là vô lực hồi thiên. Long Giao gối lên trên đùi Lạc Như Anh, cơ thể cảm thấy rất lạnh buốt, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng lại cảm giác ấm áp, một cỗ phủ bụi dưới đáy lòng thật lâu quen thuộc hồi ức dâng lên trong lòng. Cái kia cảm giác quen thuộc để cho nàng vậy mà cảm thấy rất là hoài niệm. Trong lúc mơ hồ, nàng giống như đều nghĩ dậy rồi. Từng tại nàng rất rất nhỏ thời điểm, giống như cũng có như thế một nữ nhân để cho nàng gối lên trên đùi, nhẹ giọng kêu gọi tên của nàng, dỗ dành nàng chìm vào giấc ngủ. Mặc dù trong trí nhớ đã hồi tưởng không dậy nổi nữ nhân kia dáng vẻ, nhưng nàng rất vững tin, cái kia ôn nhu nữ nhân mới là mẹ của nàng. Long Giao hai con ngươi chảy ra nước mắt trong suốt, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, đầy cõi lòng tưởng niệm lần nữa nhẹ giọng kêu. Lần này nàng không còn kêu to là yêu họa, mà là trong mắt của nàng cái kia chân chính mụ mụ. Lạc Như Anh nghe Long Giao như cái đáng thương hài tử đồng dạng động tình kêu gọi, trong lòng không khỏi run lên, đưa tay ra ôn nhu nhẹ vỗ về Long Giao cái trán. Long Giao cảm giác lúc này giống như là chính mình chân chính mẫu thân đang tại khẽ vuốt nàng, vui vẻ lộ ra hài tử một dạng mỉm cười. Trước đó nàng làm sao lại không có phát hiện nguyên lai bầu trời xanh thẳm như vậy, thanh phong như thế thoải mái dễ chịu đâu. Long Giao hai con ngươi ngây ngốc nhìn qua Úy Lam Tinh khoảng không, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối cùng tiếc hận. Bởi vì chấp niệm trong lòng cùng căn bản cũng không tồn tại cừu hận, nàng hoàn toàn không có xem thật kỹ qua thế giới. Dòng dã hơn 200 trong năm, nàng làm rất rất nhiều chuyện xấu, giết rất rất nhiều người. Mà bây giờ coi như hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Lấy nàng phạm vào tội ác, chết không hết tội. Bây giờ, nàng cũng không có câu oán hận nào. Long Giao liếc mắt nhìn trước mắt Lạc Như Anh, lại quay đầu nhìn về phía đứng ở đằng xa bị Nguyệt Thanh U ôm ở trong ngực Lạc Hồng Dạ. Nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, chậm rãi mở miệng nói, cảm ơn ngươi. Tại cuối cùng lúc sắp chết, trong lòng Long Giao hết thảy bình thường trở lại. Nàng không có bị mẹ ruột vứt bỏ, nàng mẫu thân giống như Lạc Như Anh ôn nhu từ ái. Nàng cũng là một mực bị yêu hài tử. Thần hồn không có ly thể, mang ý nghĩa nàng không có lưu luyến, mà là thản nhiên chịu chết, bước vào vãng sinh luân hồi.
nghỉ ngơi thật tốt à. Lạc Như Anh bàn tay dừng ở Long Giao hai con ngươi phía trên, sắc mặt ôn nhu nói. Này đối Long Giao có lẽ tới nói cũng là kết cục tốt nhất. Từ đó về sau, nàng không hề bị đến họa yêu độc ăn mòn dày vò, sẽ lại không cảm thấy đau đớn, cũng có thể cùng nàng tâm tâm đọc mụ mụ gặp lại. Long Đế Đại Nhân cuối cùng cười. Đa tạ ngài. Cảm tạ ngài có thể để cho Long Đế Đại Nhân cuối cùng có thể cười rời đi. Long Thần trọng trọng dập đầu khẩn cầu. Ân. Lạc Như Anh khẽ gật đầu một cái. Long Thần không chút do dự, cũng không có bận tâm Long Giao trên người họa yêu độc, trực tiếp đưa hai tay ra đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Tùy ý họa yêu độc máu nhuộm ở trên người hắn, hắn cũng không có mảy may tránh đi ý tứ. Cứ như vậy, Long Thần ôm Long Giao thi thể tại yêu giới trăm vạn yêu tộc đại quân chăm chú chậm rãi từng bước một rời đi. Long Đế chết. Hống hống hống. Chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng. Là chúng ta thắng. Tại yêu tộc đám người đưa mắt nhìn Long Thần ôm Long Giao thi thể đi xa sau, tất cả mọi người lập tức phát ra từng trận kinh thiên tiếng hoan hô. Long Đế bỏ mình liền đại biểu lấy họa loạn không chịu nổi yêu giới cuối cùng sắp nghênh đón an bình. Yêu giới đám người chờ đợi giờ khắc này đã là đợi đã lâu. Ma Tôn đại nhân, Lạc tiên tử, lão phu đại biểu yêu giới tất cả mọi người đối với ngài khẳng khái ra tay biểu thị cảm tạ. Hồ Sơn đi đến Ninh Dạ Thần cùng Lạc Như Anh hai người trước người, nước mắt tuôn đầy mặt, trịnh trọng khom người cảm kích nói. Không cần phải khách khí, bản tôn ra tay chẳng qua là ban đầu đã nói xong ước định thôi. Bản tôn đã thực hiện hứa hẹn, hồ tộc dài có phải hay không cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi. Ninh Dạ Thần nhìn qua Hồ Sơn từ tốn nói. Đây là tự nhiên, Ma Tôn đại nhân thỉnh cùng lão phu tới. Hồ Sơn làm bộ mời, dẫn đầu đi vào đế trong yêu hoàng cung. Vượt qua đã là đầy mắt bừa bãi đế yêu hoàng cung, Hồ Sơn cẩn thận suy tư hồi tưởng, sau đó đi thẳng tới một gian phủ bụi đổ nát trong tẩm cung. Bây giờ trở lại, đã là cảnh còn người mất. Đang tìm tòi chỉ chốc lát sau, Hồ Sơn trên mặt đất tìm được một chỗ hốc tối, nhẹ nhàng đè xuống sau. Kín kẽ mặt đất hiện ra trận pháp huỳnh quang, tách ra ra từng tầng thông hướng lòng đất bậc thang. Hồ Sơn dẫn Ninh Dạ Thần đám người bước vào trong đó, đi tới một phiến cổ lão phủ đầy bụi trước cổng chính. Trên cửa chính đồng dạng vẽ thượng cổ yêu tộc cấm chế tại phía trên. Ma Tôn đại nhân, thứ ngươi muốn liền tại đây ở trong. Nếu là cưỡng ép mở ra, có thể sẽ kéo theo cái này mật thất hủy đi. Thanh U, là, Ma Tôn đại nhân. Nguyệt Thanh U chậm rãi đi lên trước, xòe bàn tay ra đụng vào đại môn, mở miệng nói, Hồ Sơn khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Xem ra lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa. Ở sau lưng thái sắc bọn người nhưng là sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Phía trước bọn hắn liền đã được chứng kiến Nguyệt Thanh U ngôn linh lợi hại. Ở trước mặt nàng, cái gì trận pháp cấm chế đều hình như không có tác dụng, cũng liền một câu nói chuyện. Đại môn vừa mới mở ra một tia khe hở, một đạo đỏ thẫm tịnh lệ cái đuôi đánh thẳng mà đến. Ninh Dạ Thần đưa tay vững vàng bắt được, thần sắc không có chút nào gợn sóng. Các ngươi là người nào? Một đạo lạnh lãnh thanh thanh tiếng đàn bà từ trong cửa lớn truyền ra. Nhìn thấy nữ tử, Hồ Sơn vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi lên trước quỳ rạp trên đất. Trước người mặc dù đích thật là hắn nhận biết đế yêu đại nhân, nhưng chỉ bất quá đã là một tia tàn hồn. Đế yêu đại nhân, Hồ Sơn nghe vậy, trên mặt lão lệ chảy ngang. Không có gì tốt vì bản đế thương tâm. Tại yêu giới, thua chính là chết, chỉ đổ thừa bản đế tài nghệ không bằng người. Đối với mình sắp tiêu vong, Lang Hồng Nguyệt cũng không có bao nhiêu tiếc nuối cùng thống hận, ngược lại là càng thêm quan tâm một chuyện khác. Cũng là bởi vì nhớ nhung trong lòng, nàng một mực trốn ở chỗ này kiên trì trốn bây giờ. Hồ Sơn, bản đế hỏi ngươi, bây giờ yêu giới tình huống như thế nào? Lang Nguyệt Hồng thận trọng hỏi. Đế yêu đại nhân, thân ngươi vong sau đó, Long Đế kế nhiệm ngài đế yêu chi vị. Hồ Sơn đầy cõi lòng mừng rỡ trịnh trọng cáo chi đạo. A, à, Ma Tôn. Lang Hồng Nguyệt nghe vậy, cảm thấy kinh ngạc hỏi. Không tệ, đế yêu đại nhân. Vị này chính là đến từ ma giới Ma Tôn đại nhân cùng với người hầu cùng phu nhân của hắn. Hồ Sơn từ dưới đất bò dậy thân, trịnh trọng hướng Lang Nguyệt Hồng giới thiệu bên cạnh Ninh Dạ Thần bọn người. Thì ra ngươi là Ma Tôn. Chẳng thể trách. Lang Hồng Nguyệt nhìn chăm chú Ninh Dạ Thần, thần sắc cảm thấy kinh ngạc. Chỉ một cái liếc mắt, nàng liền biết rõ trạng thái toàn thịnh nàng cũng tuyệt không phải người trước mắt đối thủ. Ma Tôn đại nhân có thể không biết, tại yêu giới, đuôi chó sói cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể sờ nha. Lang Nguyệt Hồng giọng dịu dàng dò hỏi. Lạc Như Anh nghe vậy, lập tức liếc qua đầu ngưng thị Ninh Dạ Thần. Để tỏ lòng chính mình trong sạch, thật sự không biết, Ninh Dạ Thần vội vàng buông lỏng tay ra. Lạc Như Anh hơi hơi khom người hướng Lang Nguyệt Hồng biểu thị ra xin lỗi, đồng thời cũng là hướng nàng biểu lộ thân phận của nàng. Nàng là phu nhân Ma Tôn. Lang Nguyệt Hồng một bên nhẹ vỗ về cái đuôi, một bên nhiều hứng thú nhìn qua Lạc Như Anh cùng Ninh Dạ Thần hai người. Một cái tiên tộc, một cái ma tộc, mang theo một cái tiểu nữ oa, xem ra vẫn là bọn hắn hài tử.
khi thật thú vị. Xin lỗi, bản đế cũng vì vừa mới thất lễ xin lỗi. Ninh Dạ Thần cũng không nói nhảm, từ tiên trong nhẫn lấy ra một nửa khác thượng cổ bí quyển tàn đồ lơ lửng giữa không trung. Vừa thấy được thượng cổ bí quyển tàn đồ, Lang Nguyệt Hồng lập tức thần sắc cả kinh, trong lòng lập tức cũng liền hiểu rồi Ninh Dạ Thần tới này vì cái gì. Ninh Dạ Thần hai con ngươi nhìn qua Lang Nguyệt Hồng, nói thẳng hỏi, nghe nói cái này yêu giới thượng cổ bí bảo bí quyển tàn đồ một nửa khác, tại trong tay của ngươi. Không cần phải nói cũng biết, chắc chắn là Hồ Sơn nói cho Ma Tôn. Bởi vì xuất phát từ tín nhiệm, nơi này nàng chỉ nói cho quá Hồ Sơn một người. Hồ Sơn vội vàng buông xuống hạ đầu, đem sự tình ngọn nguồn cáo chi Lang Nguyệt Hồng.